quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe tâm sự của một anh Mỹ Lai nha cả nhà. Anh này thì trước đây cũng từng có giấy trục xuất về Việt Nam, nhưng mà hiện tại anh vẫn ở trên đất Mỹ này. Và chúng ta nghe tâm sự lý do vì sao anh bị trục xuất. Có thể có một một lý do mà cả nhà và Uyên Quỳnh cũng không có nghĩ tới nữa. Đó là một lý do vô cùng nhỏ nhoi, nhưng mà không hiểu tại sao mà anh phải có giấy trục xuất luôn. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe anh tâm sự nha cả nhà. Hello, anh có phải là anh Hưng không? Anh Hùng gì không? Đúng rồi, anh Hùng. Dạ, gọi FaceTime cả nhà. Tên là, xin lỗi, tên là tên cô Yên đúng không? Dạ, đúng rồi anh. Ồ, Yên, xin lỗi nãy nói nên nói bỏ cái họ dạ. Vô đó. Dạ, FaceTime nha. Mình nói thêm cái họ trước á. Dạ, gọi FaceTime cả nhà. Dạ, em đang mở FaceTime đó. Hai anh. Wow, hai. Anh cũng là like hả? Ừ. Wow. Hôm nay là anh ở bên Thái Lan Trà, nãy giờ biết anh đi đâu không? Đi đâu? Thì thấy mấy cái lá bụt của anh á. Ờ. Bên này mà bụt của anh nhiều lắm. Bụt công anh hả? Wow. Ừ. Bụt công anh. Ờ, Yên biết xài loại đó không? À, em nghe nói nhưng mà em cũng chưa có xài. Ồ, cái đó tốt lắm, bụt mình tốt lắm, nó chịu bám bệnh chắc. Vậy hả? Ồ. Mình ăn rau sống vẫn được, hay là mình nấu canh vẫn được. Vậy đó hả? Mình phải khô, mình nấu nước nè, nó nói nhạt, nhiều lắm. Dạ, yeah, wow. Ở khu anh đó thấy yên tĩnh quá hả? Giống như là ở trong vùng quê hả anh? Hay là ở ngoài thành phố vậy? Nó là thành phố, xuống thành phố. Ờ. Nói chung cái nhà này là khoảng 4 cái cờ đất á. Wow. Dữ và rộng dữ vậy đó. À hả? Dọn nhà chắc cũng mệt lắm luôn đây. Đâu có dọn đâu, biết là đàn ông người quả lắm. Thôi kệ, nhưng mà cũng xa. Ủa, rồi bà xã anh đâu không dọn? Ồ, hai vợ chồng chia tay rồi à. Ồ, hai vợ chồng anh chia tay rồi hả? Chia tay được mười mấy năm rồi. Rồi có con không? Ba đứa, hai đứa trai, một đứa gái, đứa con gái năm nay vô đại học. Ờ, có đứa nào cho sống chung với anh không? Ờ, thì cuối tuần, cái đảo rảnh đó thì nó chạy xe tới. Con gái chạy ra tới, hoặc là con trai đi, nó chưa đủ tuổi, nó 17 tuổi. Ờ, nó tới nó chơi. Dạ. Yeah. Quay ra ngoài sân cho em coi cái nữa đi, rồi anh vô ngồi nói chuyện với em ha. Qua. Thích ghê ha. Dạ. Thích ghê, ở bên đó, thấy yên tĩnh quá ha. Trồng rau đồ rất là nhiều luôn. Đâu, qua anh cho em qua thằng chút, em nhớ Quỳ Hương nè. Sao biết em biết sao không? Em á, dạ. Đứng hàng trúc mới đúng. Đứng hàng trúc mới đúng hả? Ờ, bây giờ em đẹp như trúc vậy đó. Ồ, cảm ơn anh. Thấy không? Dạ. Yeah. Wow, đẹp quá. Bởi vì mà có cơ hội đó, mình đồng quen được đó, anh em bạn bè qua đây đi. Chụp hình vô cho em vô hàng trúc, em ở ngày vô hàng trúc mới đúng. Anh ở tiểu bang nào? Anh ở chùa, anh là Tài Trôi Trang. Anh tên Tài Trôi Trang, hiện tại anh đang làm gì anh? Anh đang về làm việc electrical, chạy điện cho điện thương mại cho nhà hàng điện neo. Oh. Anh bị nó gọi là cái tuổi nó không là viễn thị mà nó gọi là cái gọi là cái tuổi mình á. Cận thị hả? Không cận thị, nó bị là cũng như là loạn thị hả? Loạn thị mình lớn tuổi đó. Dạ. Yeah. Mà kiến canh chị đó là chị nhìn xa chị thấy mà hả? Anh vô phòng ăn ngọt. Wow, nhà rộng quá trời rộng luôn, đẹp quá. Không, cái này mới ở trên nha, còn ở dưới nè. Wow. Ở dưới đây nè. Trời ơi, nhà đẹp dữ vậy. Cái nhà là gần 4 square feet, 3 ngàn square feet mà. Wow, anh mua hồi năm nào? Anh mua rồi cách đây mười mấy năm rồi. Wow. Thì nói chung thì vợ anh á, anh thì vợ anh là chắc thôi, bây giờ mình chưa đầu tiên đi. Cái đầu tiên đó nói chung thì anh coi chị đi chương trình của em rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà hồi nãy giờ anh không Facebook. Anh không không có gì? Anh không xài Facebook. Không có xài Facebook hả? À. Ồ. Thì anh hay lên YouTube anh coi gì. Thì cái YouTube nói chung là anh thích nghe rất là nhiều. Nhưng mà nói thật ra đó, anh thấy bây giờ người ta lên YouTube quá nhiều. Nhưng mà những người nói nhảm thì không nói nha. Đó, mình có là kỹ lắm. Nhưng mà anh lại thích á.
là cái chương trình của em. Thank you anh. Đó là cái nào không phải trước khi anh qua Mỹ làm cho mấy năm rồi. Nó nhìn tới bất cứ gì anh nghe hết, nói chung á từ A đến Z anh nghe hoàn toàn hết. Nhưng mà chưa khi nào anh comment hay là anh nói người khác này nọ nhưng mà không. Tức cái đồn của hôm nay á, anh gọi nghe quá sai tập nó có một cô kêu là cổ Úc kịch Mỹ người Mỹ. Mà tại sao cổ bị trục xuất thì anh cứ thấy là nó hơi có một cái lý do anh cảm thấy là nó không biết mà nó cái việc sao ta, nó nói là nó trục kêu á, nó trục kêu à thì anh cũng tức quá không biết làm sao mà anh chỉ nói chung anh chỉ chết thích là ok chị chương trình quen thôi. Nói thẳng luôn, anh thích cái chương trình của em thôi hả, cảm ơn anh nhiều nha. Nói chung anh là một đứa online, mình biết online đó, nó nói thẳng lắm. À thật tế lắm, con anh có vậy thôi, nó sinh ở Mỹ rồi, cha mẹ nói gì nó nói đó à. Dạ. Nó không bao giờ nó giấu được, mà bản thân anh cũng y chang vậy đó. Dạ. Mình không có bên mà mình không có nó giấu những gì hết. Tình cờ anh nghe cái đó, anh mới bức xúc quá, anh mới hỏi là em. Bởi vì anh rất thích em, chương trình em nói chuyện. Thứ nhất đó là em nice. Dạ. Còn em đẹp thì em đẹp tự nhiên rồi, anh không có khen nữa nha. Nên anh không nói anh hoặc em đẹp, em quá đẹp rồi. Anh không có khen cái đẹp của em nữa, không có gì để mà anh phí nữa ha. Thank you anh. Vậy nói chung là anh thích cái chương trình của em. Nó thật tế, nó rõ ràng. Dạ. Nói chung là những cái chương trình là mà em đưa ra, anh ngồi lắng nghe hết. Chứ khi nào anh cầm phi qua ha, anh phiêu cho em, anh thấy không bao giờ thấy lần đầu tiên thấy anh đúng không? Dạ. Chương trình của em á, anh làm bao nhiêu anh ngày nào cũng coi hết á. Chào, thank you anh. Nhưng mà hôm nay á là bạn biết em biết tại sao? Anh có một cái là tại sao cô này nói cổ sinh ở Mỹ, cổ người Mỹ, sinh ở Mỹ là quốc tịch Mỹ rồi, đúng không em? Dạ. Bây giờ cái băng đá người Mỹ rồi, không thể là trục xuất không được. Cho nên có những cái anh muốn bảo vệ em, cái nhất là cảm thấy là không có là anh không phải là anh nói là mình nói hơn người đó mà nó sợ nên ráo người ta lên cái chương trình bây giờ, cái thời buổi bây giờ nó ghê quá, anh sợ quá là có người ta lợi dụng á, em biết không? Rồi người ta lên tin tức rồi người ta xin cái tiền này tiền nọ, không ấy anh nói vậy thôi, nhưng mà tại sao người ta là người đó vậy? Anh mới không biết nói sao, anh trực tiếp gọi cho em anh để nói chuyện với em. Rồi bây giờ em cảm thấy đó, những cái lời đó đúng hay sao, em cảm thấy thế nào là ra mẹ con bác gì đó, cái gì mày. Theo em thấy á, là rất là nhiều người comment giống như anh, nhưng mà em nghĩ là cho họ một chút thời gian nữa, tại họ nói thứ sáu này á, là con bé đó ra tòa hay là ra lấy cái giấy gì đó biết ngày nào là về Việt Nam, những cái giấy tờ đó là mình không bao giờ làm giả được, anh hiểu không? Cho nên á, thì cứ cho họ một chút thời gian nữa đi, mình đâu có gấp gáp gì đâu. Mà bây giờ thì có người á, là nói chỉ luật sư tốt cho họ đặng cãi lại, có thể là có những khúc mắc gì trong cái vấn đề của họ thì mình còn chưa có thấu hiểu hết, nhưng mà cứ theo em thấy thì cứ việc cho họ thời gian, đâu có mất mát gì đâu. Không không, anh xin lỗi, anh chắc lời, không phải là nói với em á là mình phải là ấy, không mà nó là người ta xạo hoặc người ta chuyện chuyện hay không, bởi vì anh cái anh hỏi nè là tại sao mà có ta khúc kịch, tại sao á người đuổi thì chính anh vậy thôi. Bây giờ để cho anh nói trước nha. Uh-huh. Ok, anh bị trục xuất năm 1999, anh quan chức hai, thì ok, anh không ở tù, có nghĩa là anh lúc mà anh ra tòa thì anh nhận 4 năm probation, cái probation là tù treo. Mà bên anh á, nó bắt em cái tội của anh đó, aggravated assault là tội hình sự. Dạ, anh có thể nói là tiếng Việt, nói tiếng Anh cũng được mà nói tiếng Việt luôn đó, tại vì đa số người coi á là người Việt không à. Đúng rồi, nói chung á là tòa hình sự. Dạ. Tòa hình sự á thì ok, nếu mà tòa hình sự trên một năm probation thì ok, em đã bị xuất từ năm 96 có luật đó, mà anh quên bả là bả thì chắc là có luật. Nếu mà qua Mỹ mà mình có thể xem mà mình đi vô một cái tội trên một năm tù treo đó nghe, một patient đó, thì mình bị nằm trong cái chuyện trục xuất. Dạ. Cái quan trọng á khi á anh chưa từng ở tù, nói chung á thời gian á, trong thời gian mà anh chờ ngày ra tù đó,
ok thì đến kể hết nha. Dạ. Lúc mà tính lộn á thì ok anh bị bắt vô, thì anh có muốn một người luật sư là ông đó, là ông tên là ông cũng hai mươi mấy năm anh quên rồi ta, cũng người Việt Nam. Thì lúc đó ông đòi 5.599. Dạ. Là nó cái tội á, cái tội của Hương á là Hương bị đây có là sao tội hình sự. Anh có thể kể lại cho em là cái như là trong trường hợp nào mà anh đánh lộn không? Ok. Dạ. Anh trả lời từ đầu cho anh ha. Uh-huh. Ok, cái ngày 9 tháng 9 á, năm 99. Dạ. Thì cái ngày đó ngày bất đề của anh. Nói chung anh con Mỹ là biết rồi, Việt Nam có bất đề đâu, thì anh nghĩ thôi có bằng anh nè, thì anh ra số quán bar anh ngồi anh chơi. Dạ. Lúc đó đó thì tháng 9 á thì nó chưa vô mùa đông. Mùa đông anh tháng 11, tháng 12 lạnh nó chuẩn bị. Nó chuẩn bị vô mùa thu thôi, nó còn nóng. Thì anh mới chạy vô, anh mới lái xe ra quán à, thì anh mới ngồi vô quán. Thì trong cái quán lúc đó anh nghĩ là hồi nó cũng 7 giờ, 8 giờ gì đó, khoảng còn 1 giờ. Thì anh vô anh với anh biết cái bar của mình, cái bar thì nó lấy cái vòng tròn biết không. Yeah. Nó có dạng cái ngồi thôi. Thì anh mới ngồi đó, thì anh mới kêu á, cái con nhỏ nó cũng là sáng luôn. Dạ. À, nó cũng là bạn anh thôi. Thì thường thường anh đó là chơi hát cái kèo lắm đó. Hôm đó từ sau anh buồn quá tự nhiên không, không bắt đề mà đã mình ngồi đi. Anh mới kêu một ca bia anh ngồi. À con Phương, anh nhớ là con Phương á. Nó là sáng. Cái Phương chơi Phương ca bia. Nhưng mà thôi, thôi bỏ một ly đá đi. Anh bỏ đi ngồi. Thì tình cờ một thằng người Việt Nam mình á, tên nó tên Đình Hùng luôn. Thì em biết rồi mà, cái bo nó dài có bao nhiêu, đến từ đầu cuối đến 15 tới 16 cái. Anh biết vừa có bao Mỹ không? Bao Mỹ. Dạ. Okay. Thì anh ngồi một mình. Ở đâu đi vô sao? Nó đã sai rồi mà anh không có biết. Thì nó tự nhiên nó đậu xin lưng, nó nói địch mẹ mày, mày biết ghế này ai ngồi không? Thì nói chung anh mới say qua, anh xin lỗi anh đó nha. Anh vô đây đâu có ai đâu. Bây giờ ok, thì bây giờ em ngồi đây, nếu em thích thì em đi chỗ khách em ngồi. Hôm đó lịch sự. Thì không bao giờ qua chỗ khách em ngồi. Thì anh ta đi vô trong toilet đi ra không biết nữa. Anh ta là lại kính chuyện thôi. Dạ. Yeah. Tụi ngá mày này biết mà tao lại không? Mình nói xin lỗi anh, tôi nói với anh ai không? Tôi ra tôi uống bia, có chuyện nhiều. Ghế anh á, anh nói chứ không phải chỗ anh ngồi thì tôi đi chỗ khác rồi. Nó kêu mày biết tao lại không? Chết mẹ tao. Thì lúc đó mình, nói chung ở Việt Nam á, mình đi, lúc mà Hưng đi học á, Hưng thấy mình một đứa con lành. À, một mình nói là một đứa bé nhân loại đi. Đi học bình thường á, Hưng đánh lộn quả chắc không nổ đi một đánh thôi. Dạ. Thì mình qua thích bị rất tự do rồi, mày không nghĩ ta được nữa. Mình cọc mà, nổ điên rồi, chứ không biết nói ra. Dạ. Tao nói mình, đó. Tao nói với mày á, ta kêu là bằng anh, ta quá lịch sự rồi. Ha? Tại sao mà cứ nhìn nó hoài vậy? Bây giờ mà muốn cái gì? Lúc mình nóng rồi mà. Dạ. Nói chung mình có bia rồi đó. Dạ. Nóng rồi, ký nó thôi, má mày muốn cái gì? Đó, nó chuẩn bị, nó lấy cái chai, nó đập. Dạ. Nó đồ đâm hơn. Nhưng mà trước khi nó đập cái chai á, là không nhận. Nguyên một cái ly thôi, nó cầm sẵn tay rồi. Chơi mày vô luôn. Wow. Nó đánh đập luôn. Thì nó mới cục xuống heo bàn. Oh. Thì ok, thì cái thằng chủ nằm dưới bếp. Dạ. Yeah. Rồi cái em mà mới chạy lên luôn. Rồi nó thấy chưa nằm, nó cục xuống đồng lọt tới. Hơn không mong chạy. Dính một tới mà nói. Ok. Nó hỏi tại sao. Thì nó chở hơn nó đi bệnh viện. Còn hơn á thì cảnh sát cộng. Dạ. Yeah. Thì mình nói không, tao đi fan. Tao đi fan, tao tự bảo vệ tao. Bây giờ nó chửi tao. Nó ăn được internet, ăn được internet, ăn hết tao, ăn được internet, biết tiếng Mỹ là ăn được internet, ăn hết mình. Dạ. Yeah. Tao, bây giờ nó ăn được internet tao, bây giờ tao đã nhận rồi, ok. But he keep doing it, ok. I have a tap on my shoe. Dạ. Tao phải bảo vệ tao thôi. Thì nó kêu, okay, nó không biết, ok, thì nó, mình đánh cho có tội, đi ra tòa. Thì hơn lúc hơn bèo ra có 700 đô thôi. Lúc năm 99 có 700 đô bèo ra thôi. Oh. Thì nó ghét hơn cái tội là aggressor, là tội hình sự. Nó gọi là first the act, là đăng lăng đầu tới phòng tòa. Oh. Thì chở thì ra tòa.
Thì mà lúc cái ngày mà ra tòa đó, như 3 tháng sau, Hân vẫn đi làm bình thường, chơi rất là ra tòa luôn á. Thì ông Toàn nói về cái tội của mày á, bây giờ mà cái tội đó bây giờ rõ ràng cái video á, hồi xưa nó không có, hồi xưa nó bằng cái cuốn phim á, không có cái cuốn phim á, bây giờ cái tội của mày á thì không có thể nào mà chạy tội được cái tội mà rõ ràng lắm. Đâu biết người ta biết mày, nhưng mà mày nữa mày đánh người ta trước. Và có cái video chiếu lại đó phải không? Cho nên nó nói vậy. Nó toàn hát hết. Thì nó nói ok, nếu mà please guilty, nếu mà mày nhận tội, ta cho mày 4 năm probation, là nếu mà nhận tội, mày á được 4 năm tù treo. Tức là mỗi tháng mình phải là trình diện. Mình nằm ở quận nè. Thì mỗi tháng là trình diện mình. Thì nó nói nếu mà không nhận tội á thì mà ra trial là ra vẫn là 12 người. 12 người không phải là anh ta, như là cái tụi DE nè, nó từ bên chỗ ban khác trong 12 người đó phải đây. Nếu mà trong 12 người đó đó, nếu mà mình trắng tội thì sao, không sao hết. Nếu mà mình trong 12 người đó mình có tội, nó nhân gấp đôi. Nó hù mình lúc mình cũng khờ quá đi. Cô Yên biết á, khi mà ra thuê rất là lâu. Cũng lúc mình quán tù hoài á. Cái ngày mà mình xin thảo về nó không phải gì. Nếu mà không nhận tội nhốt khi nào mà ra 12 người mà đặt ít nhất 1 năm, 1 năm sau rồi còn. Xong mình nghĩ, lúc mình nghĩ lúc rồi hồi đó đâu có biết là. Tại có bị cái mình, hồi xưa ở Việt Nam mình đến năm chín mấy thì bây giờ không có cộng đồng như vậy. Mình không có tin tức không bán. Đã không biết cái luật mở ra do luật xuất đâu, không có biết. Chắc phải chỉ mình biết như vậy mà đâu có nhận tội đâu, bị guilty. Thì nói khổ đi thôi, mình cũng có lỗi. Mình đánh người ta có lỗi. Thôi mình nghĩ thôi, mình nhận 4 năm một cái sinh là 4 năm được treo. Thôi để mình về thì mỗi tháng mình đàng hoàng, mình cứ đi trình diện đàng hoàng thôi. Nếu mà trong 2 năm năm á, mình làm 5 rưỡi 2 năm mới thấy mình tốt, thì nó kể nó lưu cho mình thôi, chứ không cần phải là 4 năm. Nó cho mình 4 năm tù treo, mà mình làm tốt 2 năm, thì 2 năm còn lại nó đi. Nó tự động á, nó lưu cho mình luôn, khỏi thằng lên gặp cho tụi nó nữa. Thấy không? Ở Mỹ nó có nó cho mình một cái cơ hội. Cũng như giờ mình nói cho Yên nghe luôn thẳng nha. Ok, bây giờ ở Mỹ này nó xin tình là cái tội của Hân đi. Mình nói ở tù đi. Hân ở tù, mà tù lớn nha. Prison đó. Rồi đó, nó cho 4 năm, mà mình ở 2 năm thôi. Ở Mỹ nó gọi là, nó là 1 day 2, 1 ngày đêm 24 tiếng đồng hồ. Cái thứ hai nữa, mà trong khi thời gian mình ở tù á, nếu mình làm theo đúng của tù đó, đừng làm cho phạt, mình sẽ ra sớm hơn. Ở Mỹ được ở đó. Nguy hiểm nói không? Thấy có nhiều lúc mà hơn lên á, Hân thấy là bên sở di trú á, nó còn phạt. Còn những người mà lên mà diễn đàn mà nói, nó bị di trú thì lúc Hân nó lắc đầu luôn á. Người ta không biết gì hết á. Hân nói thật, nếu mà sẽ di trú nó là này. Với thứ hai nữa đó, please, nếu mình phạm tội, đừng bao giờ muốn luật sư Việt Nam. Là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, bên sở di trú đừng bao giờ, nó gọi immigration law, đừng bây giờ mướn cái luật sư của Việt Nam mình đó là bên sẽ diễn xuất. Người Việt Nam không có đủ trình độ để làm cái chuyện đó. Đó không có thật. Một, mướn người Mỹ. Còn không nói thẳng ra đó, ở Việt Nam mình nó không có thật. Chẳng qua gì là phụ tá luật sư thôi. Đó là không nói từ nó cô Yên. Ai cô nói là anh nói không phải là ồ đừng nghe lời hơn cái gì không. Đã ở Việt Nam mình á, nếu muốn luật sư Việt Nam mình á, lúc nào phải 50-50. Thì nói chung á, thì Hân nói thì thôi còn ai, mọi chuyện ai vậy thôi. Nhưng mà nói về luật di trú á, thì Hân đi rất là nhiều về luật. Nếu mà bị dính vô tội di trú rồi đó, đừng cho muốn luật sư di trú nữa. Đã được trục xuất rồi, giống như Hân đã được trục xuất rồi, thì xin mọi người đừng mướn để mất tiền mất một tật mang. Ủa, anh bị trục xuất rồi hả? Thì anh cãi lại được mà phải không? Nó anh không cãi được mà nó không có bị trục xuất cho anh.
Sao vậy? Bây giờ anh là con lai. Là anh hiện tại anh có giấy trục xuất. Anh giấy trục xuất năm 2000. Ồ. Nhưng mà bây giờ anh như là hiện tại anh có giấy trục xuất, anh không ra tòa gì hết, nhưng mà họ không có đuổi anh. Ngon, để em kể anh nghe. Ờ. Em có thời gian anh nói hồi nãy quán lộn đó, thì bây giờ thôi mình lấy probation đi, thì mình khổ ra bị đuổi treo. Thì lúc mà anh đi duy trì á, thì anh nghĩ là ok, như là anh ra đi duy trì lúc 12 giờ trưa. Dạ. Thì ok, đã chấp nhận á, mình chịu tội rồi đó. Thì mình á, lúc mà hơn á, ลูกคือสิทธิ์ทําเนี่ยทอดบ่งนําลูกคือสิทธิ์มันคือลําบ่งคือสิทธิ์ทอดแต่ยังบ่งนําเลยทั้งแหลมลําบ่งนําเหลือแค่นําน่ะนะสมลีมันทอดจ้ะก็แค่ลูกคือสิทธิ์นี่ก็แค่ลูกเดียวเนาะเราแค่ยิง2 giờ chiều mình thôi ra tòa 2 giờ chiều tù thì chờ á, mình chờ tòa phía sơ nó còn mình thả mình trong cái đồ ăn mình cho hết, cho hết mình tù ở trong phòng mình á. Dạ. Rồi mình phải lên cái chỗ mà cái chỗ mình ở đó, mình trực chỉ mà nó mỗi tháng á. Dạ. Hơn chờ lúc mà tới 4 giờ chiều, ủa sao nó không thả mình. À, rồi tới 5 giờ nó không thả nữa, hơn mới nhắn lúc ở trong cái tù á. Nó giống như trong cái lùng bình như mà mình 4 năm một cái sành thì lúc nó 2 giờ tới 4 giờ nó không thả. Thì tới 6 giờ chiều, mình nóng ruột quá à. Ủa tại sao lúc đúng ra tòa đó, nếu mà ra tòa xong á, khi mình về tới tù, mình thấy không phải là tù ở cái tù, nó tù tạm giam mình trong cái con khao đi thôi. Dạ. Mà nó không thả thì nó ủa mình đã cho hết đồ ăn hết rồi, đồ ăn mình cho hết bạn bè như là người trong tù của mình đó. Dạ. Cho đồ ăn hết rồi mình nghĩ là mình tắt hết, mình chuẩn bị là ready go thôi. À hả. Hơn chờ tới 7 giờ tối, nó không có gọi. Hơn ra ở trong anh biết cái tù nó giống như ở giữa là cái tù. Cái tủ vòng tròn này. Ờ. Là nó nhìn nó thấy hết là Hân bấm cái nút. Hân gõ cái sơ hỏi excuse me, I have to go to court. Thôi mình nói cái gì đi ha. Ờ xin lỗi, tôi hôm nay tôi ra tòa, tôi bị 4 năm một cái xe. Mà 4 năm tù ha, tù treo. Tôi được thả về, tới hôm nay 7 giờ là sao thả nó về. Thì gặp con nhỏ đó thì nó ủa tại sao kỳ vậy. Con nhỏ nó là đang tù thôi, nó không biết gì chuyện thả không thả, người ta gọi. Thì nó mới thả thôi. Dạ. Thì hắn mới gọi xong nó kêu ok, càng kỳ quá sao để mà chờ ta ngồi một chút xíu để thầy gọi xuống dưới còn xa cái chỗ nhân phòng mà cái cảnh sát á, thì một tiếng hồ xa mà nóng ruột quá cái mới nói là em xong chó này ta xin lỗi mà không nguyên mà bị sở sẽ chú immigration hold mà bị sở chú hold cho nên nó hold lại nên ở đây không thả mà được. Mà chờ cái ngày ra tòa. Ở chỗ rồi. Chờ ra tòa á. Ra tòa sẽ chú á. Có nghĩa là khi mình thả đó, người thả ra mà tụi sẽ xuống giữ mình lại. Đó, anh đánh cái người đó đó, cái người đó có bị gì không? Nó chạy xíu chút xíu thôi, có gì đâu. Vậy đó hả? À. Chạy xíu chút xíu không mà vậy đó. Ờ, mà nó ghét nên cái tòa hình sự là thua. Ồ. Hiểu không? À hả. Tòa hình sự trên một năm probation đó, trên em biết so là tòa hình sự trên một năm là thua. Wow. Mình không cãi được mà không biết cái luật, nó biết cái luật mình đâu đi kêu tìm đâu nhận tội. Ờ. À, nếu mình biết luật như bây giờ Việt Nam mình nó có cộng đồng mạng mình biết. Ờ. Cho nên cái nốt mới mà nếu mà cô Yên mà gặp trường hợp như hơn á, please đừng đi xin, đánh cho tới cùng thôi, đánh cho thắng thôi. Là không có cái giấy phải không? À hả, đánh cho thắng chứ đừng bli duy trì. Hồi xưa không biết á, như vậy đâu có chuyện xảy ra. Cái luật cái đam cũng không biết. Còn đồng mạng cũng không biết. Dạ. Hồi xưa đâu có đồng mạng như bây giờ đâu. Năm chín mấy Việt Nam, chín mấy ít Việt Nam lắm. Ờ. Lúc anh qua anh Tài xin lỗi gặp người Việt Nam á, mừng thấy bà nội luôn á. Ờ. Mừng cái cặp tóc đen da vàng mình á, phải có gì người Việt Nam không? Anh ở đâu vậy? Tại bất mừng chứ phải với bây giờ đâu, Việt Nam gặp Việt Nam nhau là nó không nhìn đâu. Đó là nó phải. Dạ. Thì đó, bây giờ cái nó nói, bây giờ xin lỗi mày á. Bây giờ mày, bây giờ mình sẽ đối xử. Mà bên chỗ này đó thì nó không, nó có cái là không có chỗ mình sẽ xuống đi. Nó có vướng á, cái tù thì kép á, nó có cái 8 từ. Ồ.
là của cảnh sát làm tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6, tầng 8. Nó gọi là S floor đó. Dạ. Yeah. Từ phía chú nó mướn ở trên S floor nó nhốt những cái người bị trục xuất là anh. Dạ. Yeah. Ngày mai á, mà ngày mai mới đưa anh lên cái lầu 8. Lầu 8 để riêng cho những người bị trục xuất. Trời ơi trời, hối hận không kịp. Xong rồi. Mình bị đánh cháu rồi. Dạ. Yeah. Là lúc đó anh mới biết là anh bị trục xuất phải không? Đã bị trục xuất, họ đó mới biết. À. Thì ok, bây giờ mình đã con cá nằm trên thớt rồi. Uh-huh. Bây giờ anh cứ giải dụng gì là cũng nó thịt mình thôi, chứ không có giải dụng gì hết nữa. Mình đắp lưu thì rồi đâu, nó ngược hả? Dạ. Chẳng biết gì anh đâu có đắp lưu thì. Đúng không? Dạ. Trong á, là anh nó nhốt anh đang khoảng 3 tuần. 3 tuần xong mới đi anh lên sở di trú. Là đi ra cái tòa cái gì chú nghe immigration judge. Yeah. Nó không dính dáng như cái tội nữa mà đưa mình ra tòa để trục xuất. Thì lần đầu tiên á là Hưng có ra tòa đó thì ông tòa sở di trú á thì ông nói bây giờ ok Hưng miễn cái tội của mày á, first in the S mà làm đầu tiên phạm tội, mày không việc làm của mày, nghề nghiệp mày, mày có trình độ vậy ok mày có thể xin lại đất mày. Thì nó cho mình có cái salary form, là cái salary form nó gọi là cho mình làm đơn đó, nghĩa là mình làm hãng nào, công ty nào, mình qua năm mấy tháng mấy, mình có bao nhiêu bạn bè gia đình thế nào khai hết thì có thể mình xin lại. Mà lúc đó bà già Hưng chưa mất, bà già còn ở Việt Nam. Thì lúc đó nói chung Hưng là con út ở trong gia đình, là Hưng có may mắn gia đình của Hưng thì nói chung thì cũng có không có cha mà có mẹ, anh có em, nghĩa là đầy đủ hết á, không thiếu ai hết á. Gia đình cũng ăn học đàng hoàng chứ không nổi, nhưng mà nói chung thì không được có một cái là mình sống trong gia đình mình có ăn học, chứ không phải là mình giống như một người là khác đi, giống như hiểu thường nói không. Dạ. Yeah. Thì mình có may mắn thôi, mới anh lai mình như vậy đó. Uh-huh. Mình kể thôi về con mẹ đấy, mẹ cũng nhớ quá, mẹ thôi mà về đi, vì thôi có mắm muốn muối. Mẹ không muốn không đi đâu, lúc không đi mẹ muốn xỉa lên sự sướng mà. Uh-huh. Thì nó thôi về đi, mình nghĩ thôi, chán quá, mẹ chán quá. Lúc đó Hưng nghĩ thôi, mình cũng mới hạn đó. Thì ra tòa, ông tòa nói bây giờ tao cho mẹ xác định phong, không được khác, cái xác định phong sẽ hơn. Hưng vậy cũng không tha thảm ra tù luôn nha. Ra tòa xong chở về tù. Ok, rồi thôi một tháng sau ra tòa làm nữa, là đi, một lần đi tòa nó cực lắm. Cứ là 5 giờ sau, nó dậy rồi. Thời gian đó là anh ở tù chứ không có được ở tù treo. No, không, ở trong tù chứ đâu mình đem, bởi vì không cho mình về. Cái này nó không phải là cái tù lớn mà cái tù cái khao thì cái quận của mình thôi. Lúc mình bắt vô á, hiểu không? Uh-huh. Nó không cho về nhà. Yeah. Nhà mình chạy về chưa được 3 phút nữa. Đó, thì xong cái thì tháng sau cho ra tòa làm nữa. Ông tòa ông cho tao không ép mày. Người giờ ok, mày có quyền anh xin lại đất mẹ đi làm tỏ cái tội mày rất là nhẹ, nhưng mà để bà trên một hồi xin là tao chịu thôi. Là ông tỏ với thương á. Thì lúc này thì ông đi với tòa về, không có làm. Không làm, không đi nữa. Cái sao cái tháng sau ra tòa nữa, ông kê lần nữa. Mỗi lần đi tòa là cô yên biết là đâu phải một mình đâu. Mấy chục thằng là nó sâu với sâu cá vậy đó. Mỗi thằng một cái này nè. Wow. Em này tay kia, nó chăm cùng với sách dài giống như cái đường này xe lửa vậy đó, dính ra hết á, không thằng nào chảy cho nó. Wow. Chạy nó chạy mấy chục thằng chứ. Chạy nó chạy mấy còn hai cái chân nó cầm luôn. Dạ. Yeah. Ai cũng như xích hai chân á. Cái tay phải mình á, động tay phải mình kia nó trông nó sâu giống như cái xương cá của mình. Cái dây pháo, biết dây pháo không? Dạ. Yeah. Nó y chang vậy đó. Uh-huh. Không thể nào chạy được, hai chân nó cầm như vậy. Mà đi á, nếu lúc mà đi ra xe đó là ok, nếu mà ví dụ Hưng đi trước thì Hưng đi thẳng luôn cái đầu xe, cái thằng cuối cùng nó đi luôn đích vô cái xe bus, đi luôn từng thằng vậy đó, là cuối cùng nó là anh đi đầu, nó phụ hắn là mình là cuối cùng. Dạ. Yeah. Trời, nó cực lắm, nó đâu có thấy đâu, mình ngồi chờ ra tòa đâu có giỡn đâu. Nó xuống chỗ tòa nó có chỗ như có phòng nhốt, hai thằng phòng nhốt thì có. Dạ. Yeah. Chờ mong tòa ra vậy là 5 giờ sáng mà tới 11 giờ kia ra tòa. Phần đối bụng, trời ơi, phần đối đằng khác, trời ơi, nó đâu để ý tới mình đâu, nó không như con chó vậy đó. Uh-huh. Mình đã phạm tội đất Mỹ rồi đó, mình không có quyền gì hết, nó không như con chó vậy đó. Yeah.
Wow. Rồi chờ ra tòa trong lúc 11 giờ trưa đó, quá rồi. Đã phải ra tòa đó một người đó mấy trăm người. Rồi ông tòa lần thứ hai, ông mà sao không biết là tại sao ta Hân Văn Nguyên. Mình đầu tiên lên mười mấy hai chục thằng, tới lần top lên hai chục thằng vậy đó. Kèm lại đến hỏi ông kêu cái silent form này đâu. Wow. Bây giờ kêu mày có ai silent form tôi đưa cho mày điền đâu. Hân kêu cho ổng trắng nổ không hỏi tại sao mày không điền. Ông nói, mình có nói không. Mình nói I'm so sorry, ok. Please, we move back my country. Hân nói một câu, please xin vui lòng, trả tại Việt Nam. Ta không cần ở nước Mỹ nữa. Oh. Ông tòa ông kéo nói kiến xuống nè, ông kéo bắt bắt gì xe. Nó không, ta không có nước Mỹ nữa. Hân có cách mà con trừ. Cái thì Hân mới nói, ok. I know what I do, it's my firm. Why you promise that my country? Câu hỏi why you promise? Tao người Việt Nam, nhưng mà my daddy, soldier American. Cha ta là một cựu chiến binh Mỹ. Ta sinh nó, ta con lắm. An American. Chứ lúc thầy mình xin lỗi nha. Ở Mỹ có nhiều người hỏi chứ con lai sao con xin cắt lời nha. Ở Việt Nam mình hay nói là con lai nó dịch tiếng Mỹ sao nó là hát thành hát, chặt lắc là nghĩa là nước kia không đúng. Nhưng mà con lai đúng đó, tiếng Mỹ nó dịch đó, American. American là một đứa con lai. American là người Mỹ. American là đứa con lai. American. Ba có thằng người Mỹ. Tao biết con lai. Tao qua đây đó. Là tao qua tao đoàn tụ. Ông nói tao biết. Tao biết mày. Tao biết mày con lai. Mày American nhưng mà where you born? Anh nói I'm born in Vietnam. Bây giờ mày sinh Việt Nam. Mày quốc Việt Nam mà quốc Việt Mỹ. Tao xin lỗi mà. So sorry. Ông không chịu ký. Anh nói ok. Please sign. Report me now. Ông này không. Ông kéo ký xuống. Ông không nói gì. Ông đuổi lên xuống dưới. Ông đổ xuống dưới xong á, ông nói cậu mày phải làm á, mày phải dùm về giấy hả ta. Thì hắn chở thằng về tới tù á là 4 giờ chiều, 5 giờ chiều chứ. Không đưa tờ giấy nữa, tầng thứ 3, một sáng sau lên nữa. Thằng cũng nói chàng vậy đó. Ông nói mày you ready, you nice. Ông nói câu nhớ luôn á, mày tốt quá, mày đẹp quá. Nói một câu á, please, revolt my country, ok? I'm so sorry, I don't want to live here no more. Yeah. Ok chưa? Ông ký cái rạc, ông ký cái rạc. Ok, nhưng mà có luật. Ở Việt Nam thời đó nó chưa nhỉ? Chưa chứ nhỉ, nhưng mà khi mà anh report là anh trục xuất người ta gì. Nhưng mà nước người ta không nhận đúng 90 ngày, anh có thả người ta không được 91 ngày. Bắt buộc ông thả người ta ra là có luật. Thì sau 3 đúng 90 ngày sau thì nó thả người ra. Nhưng mà nó cái thẻ xanh lên á thì nó chở lên đô thao xuống đô thao ở chỗ đó người ta làm lăn tay cho coi nè. Ủa à, rồi anh có được thẻ xanh lại không? No, nó để hơn dưới này cho coi. Wow. Thì mình nên có găng tay cũng gặp người Việt mình cũng đau lắm. Một người làm thẻ xanh nữa. Cái xôi xôi không đầy đủ hết nè. Nhà có không biết thôi nè. Cái đó là cũng xem xanh thấy cũng giống thẻ xanh ha. Mà nó khác ha. Nó khác, cái này nó có không biết này ở dưới nè. Nhìn kỹ dưới nè. Ở dưới cái đất nhà để nè. Do not re-entry. Là sao? Nghĩa là mình ra khỏi nước được mà không nhập vô nước Mỹ được. Em nhìn kỹ nè, nhìn kỹ nè, đường nước này em kỳ đúng không? Thấy không? Dạ. Ra khỏi nước Mỹ được mà không vô được. Bây giờ em ra khỏi nước Mỹ bất cứ lúc nè. Bây giờ vô Mỹ là không được. Bây giờ nếu em ra khỏi nước là cũng nhanh kỳ sức em. Tức là trăm năm chục tiểu bang này á, không được có cái tiểu bang nào vẫn được hết. Nhưng mà khi mà trở vô á, nếu mà ra khỏi nước Mỹ không trả lời nước Mỹ. Wow. Nó gọi là đúng nó re-entry.
Mà sao cái tội của anh nó nếu mà đánh lộn vậy, nó có chút xíu, nó nhỏ xíu mà sao nó làm lớn dữ vậy? Mà không cần trên một năm bộ vệ sinh, không cần biết nè. Cái phía sau này á cũng còn là cái sổ, cái số sạch, cái tài xanh của con y chang nè. Vẫn y chang cái tài xanh của mình. Nhưng mà tài xanh của mình không còn giá trị nữa. Mình chỉ xài cái này thôi. Dạ. Mà cái này á là đưa nói là chuyện là mình ra khỏi nước không nhập nước Mỹ được. Dạ. Em thấy rõ không? Dạ em thấy à. Đó. Em chụp cái hình đó nên nói cho người ta biết, để người ta nói cho người nó tầm bạ tầm bạ. Dạ. Có gì người ta coi người ta không biết, em mới chụp hình này đi cho người ta thấy, ai mà không hiểu đó phải mới chụp đi người ta. Có số của anh em đâu có dám được. Nhưng mà hên là anh để cái đâu. Anh đâu khe Mỹ đồng sức, anh chưa khe nữa. Không khe phải không em để. Anh không có khe đấy chứ. Cái chụp anh ca chụp thoải mái luôn á. Dạ. Trời ơi, mà em thắc mắc có một điều là đánh lộn mà người kia không có bị gì á, tội rất là nhẹ luôn mà cũng bị trục xuất nữa hả? Thì lúc anh xuất con cái người ta ăn cướp nè, giết dân giết người nè, nó không có bị. Còn anh đánh lộn cái gì, anh đi phê, anh tự vệ thôi nè. Nó xui không? Đúng rồi. Bởi lúc mà già chết 2007 anh gì không được đó. Thì anh có nói với mẹ, xin lỗi mẹ thôi, kiếp sau con làm con mẹ thôi, chứ còn kiếp nào con gì không được, con gì cũng gì luôn á. Wow. Có lo tao về đâu vậy? Đúng rồi, vậy sao về, sao dám về? Về về luôn á. Thôi gán làm, có đóng tiền rồi đi về hưởng thụ. Không, đối với anh đó, nên nói chung thì không phải là anh nói. Cái này anh nói thật, anh không phải anh nổ, nói thẳng, anh không khe. Nếu Việt Nam xin lỗi, anh khỏi là. Dạ. Bởi vì không, nó là anh không có giàu, có nghĩa mà anh đủ sống, nó không đủ sống. Dạ. Nói thẳng vậy, nói chung về Việt Nam bây giờ không làm lao động mạnh thì mình có nghề nghiệp, mình cũng kiếm một đồng vô đồng ra không sao đó, anh còn trẻ mà đâu có sợ đâu. Dạ. Bên Việt Nam anh còn anh em Việt Nam đầy bệnh á, người ở Nha Trang là nản ba anh, mà chỉ Nha Trang mà. Ồ, vậy á hả? Anh em anh đầy đủ hết đó, không thiếu một người nào hết á. Anh út mà. Wow, anh có mấy anh em lận? 6 cha 2 chị, 4 anh em cha, tứ quý với 2 bà chị. Wow. Anh út. Đông ghê ha, cũng đông ha. Mà lâu rồi. Là từ hồi năm 99 tới giờ là không được về luôn. Nói chung từ lúc mà qua Mỹ tới giờ 92 là chưa về một lần nào hết, chưa một lần về. Chưa một lần về luôn hả? Cũng như chứ giờ cho chú gì khánh khác nha. Một lần về chén giữa quê. Chưa lần nào về luôn. À. Trời ơi trời. Là giờ là về, là về luôn á. Giờ là về luôn á, chỉnh diễn quá. Dạ. Nói chung anh còn 2 đứa con, 3 đứa con bên này. Nói cho mình về cũng được, mà con mình đã một lần, mình đã không có cha rồi. Mẹ đã mất rồi, sẽ không về. Để tụi nó có chồng có vợ rồi về hả? Giọt chứ ở đây chứ. Ồ, cái cô mà đi ra đi vô đó là ai? Bà xã anh hả? Ừ, bạn gái của anh á. Bạn gái hả? Ừ. Hèn gì nói đi kiếm người yêu đâu có dám đi. Bà gái đi kiếm người yêu hay là bạn gái ngắt nghe. Bởi vậy em nói anh đi kiếm người yêu đâu dám. Đúng rồi. Ở chung vậy mà dám cái gì. Wow. Hoàn cảnh sao nói vậy mà? Dạ, hoàn cảnh của anh cũng thật là hy hữu nha, trời ơi. Ê, sao nói chung á, tưởng mọi bây giờ đâu biết đâu, xin lỗi cho em đang ngồi nhà lát còn ở cửa đâu biết đâu, ở cửa vô. Hả? Hả? Anh nói gì? Nếu mình ví dụ ở đây, nó ứng lên cái gõ cửa một cái, còn cầm cái IC nó vô nó hổ, okay. Mà Hưng Nguyễn đóng rồi, ok, vô cái cô. Mình đi bất cứ lúc nào, bây giờ nhìn cái tờ nó cho xích mình sẵn rồi. Thấy không? Mà nói chung mình cũng đi lúc này bây giờ. Hồi nãy á, anh có nghe đó, anh mới gọi cho em á. Ủa, có tiền có kịch bị giật mình. Vừa rồi nói ok là lớp 1 trong năm 2008 đó. Dạ. Ông băng giao thì cộng vô Việt Nam á, thì ông nói là ông càng quét luôn. Wow. Cái ông Obama này có lực đó là ai qua sau năm 1975. Trước năm 1975 thì không được sức. Dạ. Ok, sau á, năm 95 tôi xin lỗi. Sau đó chính làm điều xuất, bây giờ ông Trung càng quét luôn. Wow. Ông khe.
tự nhiên không có gì, anh thấy ủa thôi anh giật mình, ủa con nhỏ này, con bé này nó sinh ra Mỹ mà nó có thực lễ là sao bị trục xuất. Dạ không có dễ mà tước quyền của nó sinh ở đây luôn. Ví dụ như như anh với em qua Mỹ đi, em đi học lấy, em lấy một cái quốc tịch đi, à cái đó nó còn có lý đúng không? Dạ con bé này nó sinh ngay Mỹ luôn. Nó sinh ra Mỹ, cha nó người Mỹ mà bị trục xuất, anh cảm thấy nó hơi vô lý. Bây giờ thấy anh sợ. Dạ. Yeah. Ngày nào gõ cửa, bà mẹ em đang ngủ gõ cửa, đưa mình đi lớn lúc nào vậy, tiền bạc không có, chắc thấy một sợ lỗ rồi đó trời. Chắc vậy quá, mấy người mà bị trục xuất là tội nghiệp lắm luôn á, đâu có tiền đâu. Bởi vì hồi nãy em đang nói chuyện với hai má con của cô gì đó, anh thấy hơi ngại ngại. À. Nó có vô lý, sinh ở Mỹ rồi không ai trục xuất mình hết rồi á. Anh muốn là anh muốn về là về, hay là anh chỉ nó có quyền bắt anh đi lúc nào cũng được? Bắt buộc nếu mà Việt Nam ở nhà. Ồ, là nó muốn bắt anh đi lúc nào cũng được đó hả? Bắt lúc nào nó gõ cửa, bởi vì mình đây phải trình diện tụi nó, lấy cái địa chỉ nhà mình mà. Ồ, là mỗi 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 năm phải đi trình diện không? Mà hồi xưa thì 3 tháng, sau này có mỗi năm, không cần anh không cần đi gọi, hồi xưa gọi cho nó tầm list là sao. Ồ. Còn bây giờ mùa có mùa không bị cái virus nè. Dạ. Cho nên không có lên đó. Với thứ hai nữa đó, ở bên Mỹ này đó, bên cái tiểu bang sao cho bên tiểu bang này đó, thì ok cái thẻ xanh của anh á, ở cái quốc của Mỹ Thành á, thì mỗi năm anh đi đổi thằng lái một lần. Ờ. Bây giờ em làm bằng lái 10 năm. Còn cái tụi anh, một cái tụi anh bị trục xuất rồi đó, mỗi năm phải đổi thằng lái một lần. Wow. Nhưng mà vừa rồi cách đây 8 năm trước, cái luật bên Atlanta nó không cho đổi. Ai mà có quốc mít không cho lấy bằng lái. Không có thể xanh nó cho bằng lái. Lấy quốc không biết học trò hồi xưa á. Để anh nói cho em hiểu. Có quốc không biết này nè. Là mỗi năm anh ra anh đổi bằng lái một lần. Gia gọi gia hàng bằng lái đó. Còn lại của em á, thì em á 10 năm đổi một lần. Dạ. Còn của anh mỗi năm đổi một lần. Dạ. Yeah. Rồi mỗi năm anh cũng mất 450 đồng á, làm nó đổi cái xe tốt, cái mỗi năm nó đổi thẻ một lần. Dạ. Yeah. Là bốn tốn tùy theo 450 đến 500. Dạ. Tùy theo đó, là mỗi lần anh làm cái này á, một năm đổi một lần là mất 500 á, mất rưỡi đó 500. Ồ. Nó ăn cái đó luôn á, bây giờ ở bên tiểu bang cho trình trôi trà nó không cho nó bằng lái. Ồ. Ngày xưa nó cho, bây giờ nó không cho, nó cúp luôn. À, không cho lái bằng lái luôn, rồi là bây giờ anh không có lái xe được luôn á hả? Nhưng mà anh lấy 7 năm không cầm bằng lái luôn, anh cho lụi luôn. Ồ. Tại trong chỗ anh trong gần phải không? Phố chứ. Ở phố hả? Ồ, tại nhưng mà chỗ bang này á, chỗ bang này là nó bên đảng Cộng Hòa, với dân chủ nó bảo vệ. Dân chủ á, nếu mình qua Cali hay nó qua nè, thì nó cho nó bằng lái, bên này á, nó không cho hết bằng lái. Ồ. Nó bắt em phải có phép bò. Dạ. Mấy năm này đâu có lấy xe đâu, anh vẫn lấy xe đi làm, chạy lụi luôn, rồi bắt hồ tao vẫn lấy thôi. Vì mua sinh tao không sợ, bắt tao tao không chạy à. Ờ. Wow. Okay. Nếu bây giờ anh muốn lấy bằng lái thì anh phải qua bên, như là anh đi về bên North Carolina nè. North Carolina là 1 nè. Denver, Colorado là 2 nè. California là 3 nè. Dạ. Bên chỗ đất cho, bên Mỹ nè. Bên Atlanta nó không có cho, bên này cái tụi đảng Cộng Hòa nó không có cho. Dạ. Yeah. Nó chơi cái luật vậy đó, mỗi năm anh đổi bằng lái 1 lần. Anh nổi điên cái gì? Nếu mà không cho anh bằng lái, làm sao đây làm? Dạ. Thì tao cần gì tao phải làm quốc không biết làm cái gì? Tao mất 500, tao khổ thằng quốc không biết luôn á. Dạ. Anh nói sẵn rồi đó luôn đó. À hả. Bây giờ quốc, làm lấy quốc không biết gì, không cho anh lấy bằng lái. Cũng như mình đất Mỹ ha, không lái xe được. Coi như là hai chân đứt khỏi làm ăn gì hết. Đúng rồi. Đa số, lấy xe là thua rồi đó. Đa số là những người vô gia cư á, là họ đã không có lái xe được, họ không đi làm được, cho nên mới vậy đó. Lý do đó là người ta không vô gia cư. Dạ, yeah, đúng rồi. Nhưng mà nếu anh vô gia cư á, nếu anh bị quốc chức thì không sao. Đúng rồi. Đúng không? Mà anh nói mà giờ không có bằng lái, anh mà giờ trong cái lâm vô cái quốc chức nữa, thì em biết được quốc chức nó có đường vô, có đường ra. Dạ. Yeah. Nó thẳng bằng đại anh con lai nhiều lắm, nó biết như thằng nhiều hút anh thái hết rồi. Dạ. Yeah. Nó nói một đường nó làm một ngã không mẹ. Dạ. Trời ơi, bằng đại anh biết nhiều thằng.
hôm nay biết nhiều thằng bên này nó hút, nhưng mà anh không giờ tùm vô một đời anh nhỏ lớn từ càng xa anh thì có ok uống bia. Dạ. Anh sức uống bia, bia rượu thôi không bao giờ uống bia uống rượu chứ không bao giờ mà dính vô cái càng xa nó áp tiền một đời anh. Dạ. Anh rồi cô bạn gái của anh có biết lái xe không? Ủa bạn gái mới qua 2 năm nè, ở Việt Nam qua 2 năm, đang lái xe đang đi làm nè. Ồ. Oh. Wow, sao mà rước bạn gái qua được hay vậy? Nói chung là vợ chứ bạn gái gì nữa. Ồ, oh, vợ, sao rước là vợ anh qua được hay vậy? Anh có giấy tờ vậy mình rước được hả? Đâu, vợ qua đây về bảo lãnh, trong gia đình bảo lãnh. Ồ, oh, gia đình anh bảo lãnh. Đâu, gia đình mẹ cô ta bảo lãnh. Vậy đây, nãy giờ là bạn gái không? Dạ, cháu con. Cháu con. Cháu con. Lại qua lại chị không nổi mấy tay vợ á. Trời. Chết rồi, bị nhéo à. Hồi nãy giới thiệu với anh bằng gái anh có dám nói anh không dám đúng không? À, không? Đúng rồi. À, anh, cái này nó thật, nó láo về em giới thiệu cho anh đúng không? Anh không dám đúng không? Đúng rồi. Bà xã hồi nhớ nhéo ảnh nha chị. Đâu nhéo đâu, đập ra làm chiếc này được rồi. Nghe các bạn, anh mua cái phần ủi cho em kìa. Chân ghê chưa. Anh nói nói chung là nói thật thôi, mình gặp bạn gái mình nó có má má tháng vậy. À, rồi. Nhưng mà thấy hoàn cảnh của mình như vậy đó, thì mình thôi. À. Mình tiến tới luôn đi, chứ để lâu ngày người ta mất tay, người ta nói gì bắt cáp không chẳng rồi trước nó đi đồ sao. Có đâu cá ở biển nhiều lắm. Cá ở biển gì? Cá biển ở đây đâu có biển, là rừng núi không có, không có cá. À, nói chuyện vui quá à. Không, tánh Hưng này rất là vui, rất là cởi mở. Nhưng mà hồi nãy Hưng biết sao, Hưng nói với cô Yên biết sao, bởi vì quá bức xúc, cô ta quá thực nghĩ. Dạ, bây giờ nhưng mà, em á thì nhưng mà em cũng thấy Quyền á, cái chương trình Quyền á là rất thích cái chương trình Quyền á. Dạ. Lúc nào là cũng thực tế không à. Dạ đúng rồi, nó không có giống như cái chỗ khác. Dạ. Nhưng mà Hằng để ý á, Hằng để ý cái ngồi suy nghĩ của Hoàng không trả lời nghe người ta nói không à. Ok, bây giờ em có phone vô, em cảm ơn anh nhiều nha. Có gì á, có video mới của cô đó thì em gửi qua cho anh coi ha. Ở cây cỏ đi, nếu mà cô ta mà thử sặc nha. À. Nếu mà cô ta bị gì Việt Nam á, em nói thứ mấy? Thứ sáu. Nếu thì là thứ sáu ok, hơn gửi cho ta $200, không dám nói dám làm. Dạ, yeah, 200 đô. Dạ. Ok anh. Dạ. Yeah. Cảm ơn anh nhiều. Rồi yeah, ok bye ha. Dạ, yeah, bye anh. Rất vui nói chuyện bye. Với anh ha. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy thích, vui lòng bấm like, share, subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong next video.